Hồ Quý Ly, nhân vật gây tranh cãi bậc nhất lịch sử. Hồ Quý Ly tự là Thánh Nguyên, vốn gốc thuộc tộc Việt ở Chiết Giang, phương Nam Trung Quốc. Đời hậu Hán thời Ngũ Quý, sang làm thái thú Diễn Châu, sau định cư ở Hương Bảo Đột, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Các cải cách của Hồ Quý Ly có tính chất toàn diện, có những cải cách đi trước thời đại, giá trị thực tiễn của nó đến nay vẫn còn hấp dẫn. Nhiều nhà kinh tế nước ngoài đã ca ngợi Hồ Quý Ly là một nhà cải cách kinh tế lớn. Nhưng Hồ Quý Ly mắc tội giết vua thiếu đế cùng tôn tộc và quan lại nhà Trần. Kể cả tướng Trần Khát Chân gồm hơn 370 người để cướp ngôi nhà Trần, do vậy bị nhân dân oán hận. Khi quân Minh sang xâm lược nước ta, Hồ Quý Ly đã không tập hợp được lực lượng toàn dân đánh giặc. Bố con Hồ Quý Ly đã bị quân Minh bắt đem về Trung Quốc.